Lần trước thì anh em mình đã cùng điểm qua một vài khả năng bị động tệ hại của các Pokemon. Bây giờ thì hãy cùng đến với những điều tích cực hơn bằng những cái bị động cực kỳ mạnh nhé. Để cho dễ so sánh, tôi sẽ chia ra làm hai hạng mục khác nhau, đó là những khả năng bị động hỗ trợ tấn công và những khả năng hỗ trợ phòng thủ. Đầu tiên sẽ là mục tấn công. Những ability nào có thể biến cho Pokemon của bạn thành những con quái vật? Sau đây là một vài cái tiêu biểu. Mà nên nhớ là tôi không có so sánh mấy cái này cho nên là nó sẽ không theo một thứ tự nhất định nào đâu nhé. Thông thường trong thực chiến, Pokemon của anh em sẽ hay dính phải những cái debuff trạng thái từ đối thủ như là trúng độc, tê liệt, bỏng, ngủ và đóng băng. Những cái trạng thái ấy này cực kỳ là khó chịu và hầu hết là chúng không thể tự giải được. Cho nên một khi đã trúng là sẽ gặp một rắc rối khá lớn đấy. Nhưng đừng có lo, hãy đến với câu lạc bộ thể hình. Khi dính những trạng thái bất lợi vừa kể trên thì khả năng gắt của các thành viên trong hội này sẽ tăng cho chúng gấp rưỡi chỉ số tấn công. Chúng là những Pokemon thích nhảy vào lửa hay bất kỳ một trạng thái bất lợi nào khác, nhưng mà chủ yếu là lửa. Vì bình thường khi bị bỏng, ngoài việc nhận thêm sát thương mỗi lượt, các Pokemon còn bị chia đôi chỉ số tấn công, nhưng không phải là những thanh niên này. Ở đây không có giảm mà chỉ có tăng thôi. Người huấn luyện còn chủ động trang bị cho chúng thêm Flame Orb để mặc định chúng nó lúc nào cũng bị bỏng. Và khi đã bị bỏng rồi thì chúng sẽ miễn nhiễm với các trạng thái còn lại. Đặc biệt, những Pokemon nào được học thêm chiêu pha sát còn có thể đấm đau hơn nữa, bởi vì cái chiêu này tăng gấp đôi lượng sát thương khi mà người sử dụng đang bị dính hiệu ứng bất lợi. Khả năng bị động này sẽ giúp cho những chiêu thức cùng hệ với Pokemon sử dụng sẽ được tăng gấp đôi sát thương thay vì gấp rưỡi như thông thường. Ví dụ như chiêu Aqua Jet nó có sát thương là 40, khi được một Pokemon nước như là Basculin sử dụng nó sẽ tăng sát thương lên đến 60. Nhưng nếu con Basculin đấy có khả năng Adaptability, nó sẽ tăng sức mạnh cho Aqua Jet lên đến 80. Và đấy là một chiêu rất là yếu. Bây giờ thì hãy nghĩ về một con Porygon Z với đợt Hyper Beam có sát thương 300 của nó đi nhá. Đáng lưu ý ở đây là khả năng này tăng sát thương của chiêu thức chứ không phải là chỉ số của Pokemon. Thế nên một khi con Pokemon được gia tăng chỉ số thì sức mạnh của chiêu cũng sẽ theo đúng tỷ lệ đấy mà nhân lên chứ không phải là cộng dồn. Adaptability là một khả năng bị động rất mạnh, nhưng đáng tiếc là những Pokemon sở hữu nó thì chỉ có một vài con có đủ tiềm năng để phát huy sức mạnh ấy. Anh em đã xem cái bảng xếp hạng về starter hệ nước và hệ lửa của tôi thì chắc là cũng nghe đến hai cái khả năng này rồi và đã biết là việc tôi tung hô chúng nó lên trời như thế nào. Vốn là có cùng tác dụng, chỉ khác nhau mỗi cái tên. Libero của Cinderace và Protein của Greninja cho phép Pokemon biến hóa thành hệ tương ứng với chiêu thức mà nó sử dụng. Điều này đồng nghĩa với các chiêu thức chúng sử dụng sẽ luôn luôn được tăng gấp rưỡi sát thương do cùng hệ. Dù chỉ thế thôi đã là một điểm rất lợi về mặt công kích rồi, Libero và Protein cũng tốt về cả mặt phòng ngự nữa. Việc biến đổi hệ theo ý muốn giúp cho Pokemon sử dụng có thể chủ động đón đầu những chiêu thức mà lẽ ra sẽ khắc hệ với chúng, ngay lập tức biến điểm yếu thành điểm mạnh. Ví dụ như trong trường hợp của Cinderace, nếu đối thủ sử dụng một Pokemon hệ đá để đấu với lửa thì nó có thể biến thành hệ giác đấu bằng chiêu 200 kick. Sau đó đội bạn có trả lời bằng một Pokemon siêu linh thì Cinderace vẫn sẵn sàng một cái Sucker Punch vào mặt nó. Cứ thế sẽ trở thành một trận cân não giữa hai huấn luyện viên để đoán xem chiêu tiếp theo đối thủ sử dụng sẽ là chiêu gì. Nghe thì có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng chỉ với một ability này, Cinderace đã trở nên quá bá đến mức bị cấm sử dụng ở hạng mục OU của Pokemon Showdown và hiện tại đang đánh chung với các Pokemon huyền thoại ở hạng Uber. Đây là cái khả năng độc quyền của Mega Kangaskhan. Khi mà Kangaskhan tiến hóa Mega, hay chính xác hơn là đứa con trong túi bụng của nó tiến hóa Mega, thì nó sẽ nhảy ra khỏi túi của mẹ nó và cùng chiến đấu. Với mỗi chiêu thức mà Kangaskhan mẹ sử dụng, đứa con của nó sẽ lặp lại chính xác chiêu thức đó với sát thương nhỏ hơn nhưng mà vẫn giữ nguyên hiệu ứng. Khi mới ra mắt, sát thương của phát thứ 2 bằng một nửa phát đầu, nhưng vì quá bá cho nên sau đó nó đã bị giảm xuống còn 1/4. Cứ mà thành thật mà nói, đấy không phải là cái quan trọng nhất của chiêu này. Việc lặp lại chiêu thức tương đương với việc gia tăng thêm cơ hội kích hoạt hiệu ứng lên người đối thủ. Ví dụ như hai phát Dynamic Punch sẽ có khả năng cao khiến cho đối thủ choáng váng hơn là một phát. Vốn việc gây sát thương hai lần trong một chiêu đã là một lợi thế rất là lớn rồi. Trong chiến đấu Pokemon tồn tại một trang bị gọi là Focus Sash, hay một số Pokemon khác có khả năng Study sẽ giúp cho người sở hữu chịu được ít nhất một lần sát thương mà vẫn trụ lại được ở một máu chứ chưa bị bất tỉnh ngay lập tức, để cho ít nhất chúng nó có thể đánh trả được một chiêu. Việc mà Kangaskhan có thể gây thêm một lần sát thương nữa hoàn toàn dập tắt hy vọng của những kẻ sử dụng Focus Sash. Tương tự như vậy, khi đối phó với Substitute,
Mega Kangaskhan có thể phá hủy lớp thế thân của đối thủ bằng chiêu đầu, rồi chiêu thứ hai có thể gây thẳng sát thương lên người chúng. Tóm lại là đỡ được rất nhiều mối lo ngại cho người sử dụng. Choice Band là một trang bị khá phổ biến trong chiến đấu Pokemon từ gần 20 năm nay rồi. Nó giúp gia tăng gấp rưỡi chỉ số tấn công của một Pokemon, đổi lại là Pokemon đó sẽ bị giới hạn chỉ được sử dụng một chiêu thức duy nhất mỗi lần xung trận. Nghe cái giá phải trả thì có vẻ rất là gây khó dễ, nhưng cũng không ngăn được người ta sử dụng Choice Band để tối đa hóa sức mạnh mà sát thương chủ lực trong đội hình của họ có thể gây ra. Vì khi mà đòn tấn công của bạn đủ mạnh để kết lôi đối thủ thì đa số trường hợp bạn chỉ cần chiêu đấy thôi là ngon lành rồi. Thế nhưng anh em có biết cái gì tốt hơn Choice Band nữa không? Đấy là hai cái Choice Band. Đây chính là tác dụng của Gorilla Tactic. Hiện tại thì đây là khả năng độc quyền của loài Damanitan của vùng Gala. Nó tăng gấp rưỡi chỉ số tấn công nhưng chỉ cho phép dùng một chiêu thức, y hệt như một cái Choice Band nội tại. Vì đằng nào cũng đã bị khóa chiêu thức rồi cho nên Damanitan chẳng tội gì mà không dùng thêm một cái Choice Band hay là một cái Choice Card nữa mà không cần quan tâm đến tác dụng phụ của nó. Tự nhiên bạn được tăng thêm gấp đôi sức tấn công hoặc là gấp rưỡi công, gấp rưỡi tốc độ tùy theo ý thích. Mới chỉ là Pokemon đầu tiên sở hữu cái khả năng bị động này thôi, mà dù cho còn bị khóa chiêu thì Damanitan vẫn có thể đứng cạnh Cinderace trong hàng ngũ Uber, sánh vai của các anh lớn rồi. Chắc nhìn vào đấy cũng đã đủ hiểu. Nhân tiện nhắc đến gấp đôi tấn công, anh em nghĩ sao về một Pokemon cũng được tăng gấp đôi tấn công mà không bị khóa chiêu lại còn không mất một slot trang bị? Đừng lo vì đã có Huge Power. Tác dụng của cái ability này thì cũng khá dễ hiểu, không cần lòng vòng, nó tăng gấp đôi chỉ số tấn công cho một Pokemon. Điều này đơn giản đến mức tôi cũng chẳng cần phải giải thích hay là đưa ra lý do vì sao nó mạnh. Nên nhớ một điều là cái cộng thêm này được tính là chỉ số cơ bản chứ không phải là hiệu ứng gia tăng, cho nên nếu Pokemon được gia tăng thêm chỉ số trong khi chiến đấu thì cả cái chỉ số từ Huge Power nó cũng sẽ tăng lên. Huge Power biến một Pokemon đã từng tệ hại như là Azumarill, chỉ số tấn công chỉ có 50 thôi, trở thành một cỗ máy công phá. Và đấy là nó còn chưa mang trang bị đấy nhá. Trước Gen 6 thì hoàn toàn không ai quan tâm đến Mawile, nhưng mới tiến hóa Mega nhẹ một cái thôi, chỉ số tấn công của nó đã tăng lên 105, cùng với Ability là Huge Power. Tức là 210 tấn công, Mega Mawile chính thức là Pokemon có chỉ số tấn công khủng khiếp nhất thế giới, chấm xuống dòng. Có người sẽ nói rằng cái ability này khá là nhàm chán. Thì đúng là nó khá là đơn giản thật, nhưng mà hiệu quả nên tôi cũng không thể phàn nàn gì. Đáng tiếc là hiển nhiên vì cái lý do cân bằng, Huge Power chỉ được sở hữu bởi một vài Pokemon có chỉ số tấn công cơ bản vốn là thấp. Hoặc là trong trường hợp của Mega Mawile thì nó phải hy sinh một cái slot trang bị để cầm Mega Stone. Chứ các ông tưởng tượng bất kỳ một Pokemon nào các ông thích mà có cái bi động này xem. Vừa rồi là một vài ví dụ về những ability hỗ trợ công kích mà tôi cho là mạnh nhất. Anh em nào có thêm ý kiến thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Anh em nào nữa có ý tưởng chủ đề cho các video của tôi thì tôi cũng rất là hoan nghênh. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi làm tiếp cái video về các bi động phòng ngự đây. Peace!